Trời ơi, Đông Tây Nam Bắc Âu Thôi tưng bừng. Đó, ông chỉ cái cảnh nè, thấy mình khổ rồi mới chỉ cái cảnh nói trước cho mình biết để mình tránh mình lỡ tu, mới khỏi cái tai nạn là này. Đông Tây Nam Bắc Âu Thôi tưng bừng, giặc giả lớn chưa từng ngó thấy. Chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên, làm cho động đất mà trời nghiêng. Bỏ cái bơm mà trời đất rồi rung rinh đó quý vị ơi. Nhân sanh chết chóc, muôn thiên khó lường. Rồi thay lấp giáp bình dương biển lớn, máu trâu đầy khắp chốn cùng nơi. Rồi ông nói thêm nữa, rồi còn chi mạng số con người, nếu không trưởng phước là khó ngồi thế gian. Trưởng phước là gì? Trưởng phước tức là kêu mình tu hành làm lành đánh dữ đó, tạo cái phước đức, tránh xa cái hung dữ, đừng làm hung dữ nữa, thì mới mong mà tránh khỏi cái tai nạn là chiến tranh giặc giả dịch bệnh. Nó đủ thứ bệnh hết, đủ thứ khổ hết trơn. Mà ngài Đức Thầy cũng có nhấn mạnh cho mình biết, ngài nói rằng kẻ dương gian khó nổi thung dung, thấy không, nói câu nói cái mình muốn ân sống đó, người bạo ác không toàn tánh mạng đó. Ngài cho mình biết là cái người bạo ác là người không tu thì sau này không toàn tánh mạng. Bây giờ bão lụt nè, chết mớ nè, sóng thần sụp đất chết mớ nè, đau bệnh chết mớ nè, chiến tranh chết mớ nè, hầm tha sáu bắc chết mớ nè, đó là khắp thế giới khí trời mù mịt, lộ đông người nhà bích ngõ ngõ ra. Chúng sanh chưa từng thấy được ma, gặp ma đó đến thất thì là hồn kinh, mặt mày rút nanh có đủ, thấy không? Chưa từng thấy con ma mà gặp ma cái mặt mày nó rút nanh có đủ thì bà con dòm thấy cái là bà con ngã ra cái bạch rồi bà con chết chắc đó. Thành ra gặp cái cảnh đó rồi mình mới niệm Phật thì niệm Phật không kịp. Thành ra Đức Thầy mới khuyên đó, mình khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư, tu trước tu sớm đi, tu dài dặn đi mới có cái công phu nhiều, có niệm Phật nhiều, cúng lại nhiều, rồi có làm là chuyện xã hội nhiều thì mới có phước đức nhiều, mới che chở mình qua cái cảnh mà đói đau chết chóc chia lìa. Nhân sanh sắp đến mà đầm đìa nặng tay, thấy không? Ngài chỉ cái cảnh khổ cho mình vướng cái cảnh đó đó, rồi mình tu đi mới khỏi cái cảnh là đầm đìa nặng tay, mới khỏi cái tai nạn. Thành ra ngài còn nhấn thêm cho mình biết nè, máu đào khắp nước khổ vô cùng, là chỉ cho khắp nước, mà nước nào cũng vậy chứ không phải nước Việt Nam mình không. Máu đào khắp nước vỗ khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, là ông chỉ cho nước Việt Nam mình đó, là người ta đã có dịch bệnh, có chiến tranh đủ thứ, còn mình đây là dịch bệnh cũng ít hơn ta, mà chiến tranh cũng ít, mà mình thấy vậy đó, mình vẫn ngư, mình cứ thung dung, không lo tu hành, không lo niệm Phật, không lo lập công bồ đức. Rồi là sau này thì gặp cái cảnh đó mà Đức Thầy nói, thì sau này gặp cảnh thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu, thấy không? Thành ra nghe lời thầy dạy, cứ việc tu hành làm lành làm phải đi. Cái người làm lành á, trời Phật ưu đãi lắm quý vị ơi, tại vì mà mình chưa, quý vị chưa coi thấy những cái lời của Phật nói, coi hết tất cả các kinh các sách, rồi Phật thánh tiên xuống đây nói tỉ mỉ từ chỗ từ nơi từ lúc đó. Ngài sợ mình tu mà mình thấy dòm thấy hư không, không thấy ai chứ, không thấy Phật, không thấy Phần, không thấy Thánh, không thấy Tiên, rồi mình nói gặp cái gì của người ta cái dòm xanh quanh không thấy người nào, nó không có ai hết trơn mình lấy, nhưng mà ở trên thần mình ngó thấy rõ ràng, thấy không, không có sai. Thành ra mình cái người phàm mình không có, chứ thần thánh luôn luôn lúc nào là cũng có gần bên mình đó. Mà ông sư giả cũng nói nè, cái người tu hành niệm Phật đi, luôn luôn lúc nào cũng có chư thần theo hộ hết trơn, cũng có chư thần sát bên à. Mà cái người thế gian đi, không tu đi mà ngưỡng là ba tấc là có thần linh, mình không thấy các vị thần Phật tiên, nhưng mà các vị đó thấy mình hết, mình làm cái gì mai cũng thấy cũng biết hết. Nhưng mà nói tới đây tôi xin chia sẻ cái khúc này cho vui vui chút nha. Cái ông á, tội nghiệp cái ông á, biên tội á, ông biên tối ngày sáng đêm ha, không có rảnh. Còn cái ông là phước á, ông biên phước á thì là ông rảnh rỗi lắm, lâu lâu mới có cái người làm phước ông mới biên vô thôi. Còn cái người làm tội thì dãy đầy sớm hơi tới chiều,
Rồi từ chiều mà tới sáng ông cũng thức ông biên luôn. Còn cái ông mà thiện á, ông biên sáng mơ tới chiều, chiều rồi tới chừng 90 giờ cái ông thôi rồi, ta ngủ hết trơn rồi ông thôi rồi. Có ai làm thiện đâu, lúc đó ai làm thiện đâu mà ghi. Thật ra cái ông làm phước á, ông rảnh rang, ông khỏe hơn cái ông ông ghi ác, ông ghi ác á. À, lúc 1-2 giờ người ta cũng phải rình vô lấy đồ người ta, ông cũng phải thức ông ghi nữa. Đó. Thành ra nói về tội nghiệp ông thần mà biên biên là tội lắm. Ông cực khổ gấp mấy lần cái ông Quyên Phước, ông Quyên Phước vậy chứ ông lâu lâu mới biên lần à. Thành ra bây giờ chúng sanh mình làm ác nhiều lắm. Ông này mới khổ cực, mới tối ngày sáng đêm ông là thay người khác thôi, chứ còn ông cũng theo tối ngày đêm. Còn có thay được cái ông thần khác thì ông được nghỉ. Thương ông vậy, tội nghiệp ông mất công với mình, còn ông Phước thì ông rảnh rỗi, ông quẩn. Ít cứ ghi lắm. Bởi vì cái số xã hội bây giờ làm phước thì nó ít, mà cái làm dữ thì nó nhiều. Thành ra ông sư giải món khoai, ông cho mình biết nè, để mình tin chứ không thôi, ông không nói này mình không tin. Ông nói là niệm Phật có bốn thần linh, thường thường ủng hộ bên mình độ khang. Đó. Thường thường mình không thấy ổng, nhưng mà ổng đi gần sát mình đó. Ủng hộ bên mình độ khang, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, như xương tan nát, như hòn nước trong. Niệm Phật có bốn thần linh, tôi xin chia sẻ với bà con chỗ này một chút. Bốn thần linh là ai? Hữu mạng thần quang nè, tả mạng thần quang nè, là hai ba ông, một ông Viên Tội, Viên Phước đó. Rồi Nguyên thần và Nhâm thần, đó là bốn vị thần. Luôn luôn lúc nào cũng túc trực, mỗi chúng sanh nào cũng có bốn vị thần đó để mà quan sát cái hành động hiền hung tội phước mà để các vị đó ghi. Thành ra mình không thấy ổng, mình nói là không có thánh thần trời Phật gì chứ. Thì đi là đi gặp dòm giáo giác muốn lấy đồ người ta mà không thấy ai thì lấy, chứ không có sợ thánh thần, sợ người phàm thôi chứ không sợ thánh thần. Nhưng người phàm ta không thấy, chứ thánh thần ta thấy ta biên hết. Thành ra nói chỗ này cho bà con biết, chỗ nào cũng có thánh thần trời Phật là xem xét ra. Trời thì không có dưới này, chứ thánh thần có dưới này để biên chép, rồi mãn xăng trăng mấy sổ nạp một lần, là một năm mới nạp một lần. Đó, cũng như ông Táo vậy, một năm á, thần Táo thì là ngày 23 Tết đó là đi về trời để nạp cho Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, để Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế coi cái sở để tường lãm những cái chuyện chúng sanh ở dưới này, người nào hung, người nào ác, cái số sao sao thì Ngài biết hết. Chứ Ngài đâu có xuống này, nhưng mà Ngài ở trển Ngài biết hết rồi. Từ cho các chư thần từng từ giảng năm canh mà về thượng giới tâu qua Thượng Đế đó, các sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít đôi. Mới hội công đồng xem xét hẳn hồi, hội tất cả các Phật, các thánh tiên lợi hết, mới lấy để xem xét, rồi là sai chư tướng xuống răng tầng thế. Thì Ngài mới nói thêm là mới đau nhiều chứng vị thì khó kể, kể từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi xung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Thành ra bây giờ nói giảng kinh, nói khuyên mình tu hành rồi là thì còn, mà những người gian ác không tu hành thì sau này chết hết trơn à, không còn. Bây giờ là chết, nhưng mà nữa đến thời kỳ mà lập hội năm qua là cái số đó tiêu diệt luôn, không còn thành gì hết. Đó, đây là tôi dựa vào lời lẽ của thầy, của sư giải nói mà tôi nói ra, chứ không phải mà tự ý mà tôi dám nói mà tiêu diệt nha. Nó tiêu hồn tiêu xác nha. Thì tức thầy có nói nè, hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Ha, là một ha. Rồi chữ rằng quả phước vô môn, đón đường chữ rằng quả phước vô môn, đáo đầu rồi cũng xác hồn tiêu tan. Đó là cũng xác hồn tiêu tan nữa. Mà ông sư giải có một phút ông cũng nói nữa, cái người không tu sau này tới chỉ lập hội cũng xác hồn tiêu tan, cũng y lan như đức thầy mình nữa. Thành ra kết hợp hai cái giảng kinh này là cũng xác của Phật thầy Thế An, cũng xác của thầy không à, cũng đức thầy mình không à, cũng nói y lan vậy. Thành ra nếu mà không tu thì không có còn, sau này sẽ chết lần chết lửa, chết chỗ này chết đau bệnh mớ, chỗ kia chiến tranh chết mớ, chỗ nọ thì sụp đất sóng thần chết mớ, chỗ khác thì xấu trường lên lộ nuốt nhai người đời nó. Mà tôi bây giờ xin kể khúc này cho bà con nghe nè, có bà con có ớn không, chứ tôi ớn lắm. Đức thầy nói
rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha Dương Trần, ai mà chuyên ăn ở chuyên cần làm đường ngay thẳng có thằng đổ cho đó. Còn qua cái giả ông Cứ Đa thì ông có chia sẻ hai câu, nhưng mà tôi nói ra đây bà con mình đổ ông tôi nghe, chứ tôi đổ không có nổi, nhưng bà con mình đổ tiếp tôi nghe. Coi con rắn này cái là nó ba lớn mà cái bề dài nó ba dai đó. Ông Cử Đa ông nói nè, suối vàng có rắn mãng xà, dãy nó thật là bằng cái mâm thao đó, cái dãy bằng cái mâm thao. Bà con tưởng tượng con rắn nó ba lớn nó chạy ba dai, chứ tôi đó không nổi rồi đó. Nghe nói cái mình mất ân sống rồi đó. Dãy nó thiệt là bằng cái mâm thao, mà cái mâm thao thì con rắn này không biết là dài trăm thước nào nói, mà không biết ba lớn hay nói. Bởi vì Đức Thầy dẫn Đức Ông đi giếng núi đó, thì con rắn mà người đứng bên đây người đứng kia không thấy đầu đó, thì quý vị thử coi con rắn nó bao lớn, dài bao dài, thấy không đó. Mà ông nằm đó không ai thấy, không ai biết chân á, nhưng mà Đức Thầy mới nhắn đi, rồi Đức Thầy mới nhắn trên mình nó hai cái, thì con rắn nó nhúc nhích cái thì lá cây rụng xuống, thì mới là ông cả mới dòm thấy con rắn. Chứ ông cả nói cây súc của ai đâu mà dữ dằn vậy, làm sao đem xuống thầy. Thầy nó đâu phải súc, cái đó là con rắn đó, rắn mãng xà đó. Cái Đức Thầy nói rồi, thầy là nhấn cái gót hai ba cái thì con rắn nó nhúc nhích rung rinh, thì lá cây rụng xuống, cái ông cả mới dòm thấy hai con rắn khổng lồ. Thì lúc đó thằng rắn nó nhúc nhích thì ổng tuột xuống qua bên đây rồi, còn Đức Thầy bên kia thì hai ông Đức Ông mà dòm qua Đức Thầy cũng không thấy đầu Đức Thầy đâu, mà Đức Thầy dòm qua Đức Ông cũng không thấy. Nó cỡ đó nó cao hơn cỏ đầu mình vậy đó. Thì cô bác biết, bà con biết, cái này là thiệt chứ không phải nói mà nói dốc nói láo không có đâu. Cái này những chuyện mẫu chuyện bên thầy đó, thầy đi rồi về Đức Ông kể lại đó, nó có sự thật vậy đó. Bởi vì mình lên núi không có thấy rắn, nhưng mà rắn nó núp nó ở dưới đất chứ đâu có ở trong hang dưới đất đó. Nó nằm rồi về cây mà nó rụng xuống lá nó đắp lên thì mình đâu có thấy rắn đó. Mà Đức Thầy biết, chứ còn ông cả cũng không biết đó. Ông cả nó cái xúc không đó. Thành ra như vậy đó. Mà chẳng những cái khúc đó thôi, mà khúc khác nè, ông nói nè, sắp đến lúc đất trời gầm chuyển ha. Đất trời gầm chuyển, gầm chuyển là sao? Là trời ông chuyển mưa rồi, ông kéo mây đen lại mịt mình mịt hết trơn. Lúc đó trời xám trời, sẫm trời, tối lại đó. Rồi là ông trời á, là ông nhá, ông đánh cái nhá, chớp đánh cái đó là cái đất trời gầm chuyển. Rồi nhân vật thai, non biển đổ dời đó. Lúc đó là cái thời kỳ á, thời kỳ mà trời tối, sẫm trời tối trời đó. Thì lúc đó, đó là có lệnh cọp eo hùm gấu mới xuống, rồi xấu á nó mới bỏ xong lệnh ngển đó, rồi cọp nó mới xuống, nó mới tha mình, mới bắt ăn mình đó. Nhân vật thay non biển đổ dời, thay người chết tợ bèo trôi. Rồi cái vậy thôi, phải ma quỷ, phải là cảnh đó thôi. Rồi thay người chết tợ bèo trôi, trong nhà quỷ khóc mà ngoài trời ma rên đó. Rồi ông kể thêm nè, yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào thì bỏ thay ngay đó. Con ma này là ma loài ma chúa nó nghe quý vị, chẳng phải ma với thế gian mình đâu. Ma này là ma dương, ma dương là chúa của loài ma đó. Ma dương này á là cái cõi trời thứ sáu ở trên đó, chứ không phải ma dương vừa đâu đó. Đó là tại sao nó gặp mình, nó biết mình tên gì, nó biết mình họ gì, bao nhiêu tuổi, tên gì. Nó kêu tuổi kêu tên kêu họ mình, cái mình ngã cái bạch mình chết đó. Kẻ lâm vào là bỏ thay ngay đó. Rồi ông còn nói thêm nữa, nói cọp vào nhà cổng lấy thay đó. Lúc đó là cọp vào nhà cổng lấy thay. Rồi á, xấu trường lên lộ mà nuốt nhai người đời đó. Thấy không, thấy cái cảnh là ma dương xuống nó kêu tên của họ mình là chết ngay. Rồi thấy xấu nhà vào nhà cổng lấy thay đó. Cọp về vào nhà cổng lấy thay mà xấu ở dưới sông cái trường lên lộ nuốt nhai người đời. Cái thời kỳ u ám đó là thời kỳ của ma quỷ nó xuống, thời kỳ của cọp beo hùm gấu nó xuống. Nó có lệnh của Phật tiên nó xuống, của trời, có lệnh của trời sai nó xuống, chứ không phải mà bây giờ cái trời đất sáng chân gì chưa tới lệnh nó đâu có xuống được, thấy không? Mà tới thời kỳ rồi đó, tới đời là tới thời kỳ đó quý vị ơi, chứ đừng có nghe người ta nói thôi tới đời cái hồ tới đời là sụp đất chết cái một, không phải vậy đâu. Theo tôi hiểu đó thì tới đời là tới cái lúc
chiến tranh nè, tới cái lúc tai nạn nè, tới lúc hùng tha số bắc nè, tới cái lúc mà quỷ nó xuống á, nó kêu tên họ mình mà mình chết đó, là cái thời kỳ đó đó. Chứ bây giờ chưa có, bà con cứ việc bình tĩnh tu đi, cứ việc tu cho nhiều, cho sáng trước tới đi, có đủ công đức đi, rồi ma nó không có kêu tên cho họ mình được. Bởi vì người tu của Phật á, thì có lâm thần ngộ pháp hỗ trợ độ hết, có chư thần độ hết. Mình đi đây mấy ông gặp mình là mấy ông đi chỗ khác rồi, không có lại gần mình được. Cái người tu là có chư thần độ, có lâm thần hộ pháp, bát bộ thiên dương độ độ. Thành ra người tu của Phật nó mà dám đâu, thấy không? Đó, tại sao mà bé chia sẻ cho bà con chú này chút. Tại sao mà tôi nói là cái tớp này tớp Vũ Dương? Đó là thầy nói tôi mới nói. Ha, bây giờ phân tách chỗ này, để không thôi mà nếu nói như vậy á, nói hoài tới sáng bà con cũng không có tin nữa. Tôi biết. Thành ra tôi mới chứng minh qua lời thầy nói là Quỷ Dương nè. Đó, cho bà con coi, cho bà con nghe, cho bà con tin. Đó, thầy nói nè, sau Quỷ Dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Thấy không, ở ngoài đường nó biết tên mình trơn à, tên tuổi mình nó biết hết trơn à. Rồi ngài nói thêm nữa là, tin thì không thì, tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dạy bà dỗ. Đó, rồi sợ mình không tin, thầy mới nói thêm nè, hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, phải không? Mà cũng không rung động đặng ngày, nên cố quán phá đời phải mãi mãi, phải không? Thật cái tớp của Dương này nãy là cái tớp của phá Phật ở cõi trời thứ sáu không? Nó có 5 phép thần thông, nó thua Phật phép. Phật ngũ thông còn nó có 5, thành ra nó thua Phật phép. Thành ra khi mà nó xuống, nó ngày tu nó xuống phá hại ngày rồi không được, rồi cái con nó xuống, hai ba đứa con nó xuống, nó là phá ngày không được nữa, rồi nó về chển, rồi nghĩa là Quỷ Dương cha nó mới xuống, nó thôi đó là tao làm không nổi, không có được la chuyển ổng, làm cho ổng mất chánh định, là ổng đừng nhìn Phật, rồi mấy bay xuống các con xuống, ba đứa xuống mà hại là cho ổng mất định không được nữa, thì thôi bây giờ để tao xuống tao quy với ổng. Đó thì Quỷ Dương nó mới xuống, nói thôi thưa với Phật Thích Ca, thưa với ông Cù Đàm, lúc đó là cái danh hiệu là Cù Đàm, bây giờ nói về thần thông á thì tôi thua ông rồi, nói về cái từ bi hỷ xả đó tôi cũng không có từ bi bằng Phật nữa, tôi thua hết. Nhưng bây giờ tôi thua ngài rồi, tôi làm là cho ngài mất cái định mà làm không được, bây giờ tôi thua ngài. Bây giờ ngài thì có lòng từ bi hỷ xả hơn tôi, bây giờ tôi nguyện tôi sẽ làm đệ tử của ngài. Không lẽ ngài từ bi hỷ xả tôi làm đệ tử của ngài mà ngài không cho? Thì Phật nói làm đệ tử của ta thì theo ta tu hành thì ta nhận chứ sao không. Nói tôi nguyện từ đây tới lũy kiếp sau, tôi nguyện làm đệ tử của Phật, rồi tôi phá cái đệ tử của Phật đó. Thì bây giờ nó xuống nó phá đó, cái lời nguyện đó tới bây giờ nó xuống nó khóa đó. Là phải Đức Thầy nói là Quỷ Dương là cái tớp Quỷ Dương là ở trời thứ sáu mà hại Đức Phật không, thì bây giờ nó xuống đây nó hại mình nữa đó. Đó chứ không phải tôi mà thầy không nói mà tôi dám nói đâu, đây là rõ ràng vậy. Thành ra mình biết cái chỗ đó đó, nó cố quán phá đời mãi mãi, thì bây giờ chỉ có người tu nó phá không được thôi. Cái người mà tu hành chân chánh rồi, có công đức rồi là quỷ ma không phá đó được. Tại sao vậy? Tại vì người niệm Phật, người làm lành thì có 4 cái thần linh. Ngoài 4 thần linh đó thì có lâm thần hộ pháp. Ha, quên nữa, còn 6 khúc nữa. Còn 6 khúc nữa. Rồi là ông nó phát nguyện vậy, rồi cái bát bộ lâm thần á mới đứng lên. Muốn nguyện với Phật. Từ đây tới lễ kiếp sau qua đời hạng quan mật pháp, con là lâm thần, chúng con là long bát bộ long thần, con nguyện người nào tu hành mà có ma quỷ để phá, con nguyện trực tiếp là đến đó để độ những người tu hành cho qua khỏi tai nạn đó. Thì bát bộ thần mây mà đứng lên phát nguyện trước Đức Phật vậy, coi như vậy chứ tiền hung mà hậu ghét, bằng đầu giữ vậy chứ không sao. Nhờ có long thần hộ pháp đứng ra tuyên thệ rằng người nào mà tu hành chân chánh thì long thần tụi con sẽ độ cho khỏi ma quỷ đồ quấy hại. Nó thành ra tiền hung mà hậu kiết, trước nó làm dữ nó làm vậy chứ sau này có long thần độ, bà con ơi cứ yên tâm tu đi. Thành ra bà con đừng có sợ,
đưa chứng thầy em chích. Đó, và thành ra chứ không á thì cái tai nạn dữ lắm nghe, cái tai nạn này ta đang khủng khiếp nghe, mà thầy đã nói nè, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Rồi ngài nói là khắp thế giới thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân, diệt thiên cơ khùng tỏ sạch trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý. Đó, thành ra ngài thương mình nói cho mình biết cái cảnh sao khổ não vậy đó, tặng mình là ráng mà tu hành mới qua khỏi cái cơn bệnh này. Đó, mà thầy nói một cái nữa nè, còn ghê nữa nè, thầy nói á, bắt đầu cha nọ là con, dân này thương chúng thân này tức là thân đức thầy đó, bắt đầu cha nọ là con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Đó là thân này tức là thân của thầy đó, là thương chúng, là thương chúng sanh lâm vào cái cảnh khổ não đó, mà chết chóc, thành ra ổng nó hao mòn, nó hao mòn là chết chóc từ đây, là từ đây dài về sắp tới đó. Đó mà ổng nói đó, đức thầy đó xuống dạy hồi năm 39, thầy viết giảng hồi năm 39, nhưng mà trải qua 80 mấy năm rồi, bây giờ là tới thiệt rồi đó bà con ơi. Tới thiệt rồi đó, tới cái thời tới là gì, tới cái thời kỳ khổ, tới cái chiến tranh, tới thời kỳ dịch bệnh, tới đời là tới vậy, chứ không phải tới đời mà sụp đất, sụp đất cái trái đất này sụp chết hết trơn nhân loại chúng sanh, không phải vậy. Bà con đừng có nghe người ta nói rồi hiểu là không có đúng với cái nghĩa, rồi hô là tới đời cái hô tới đời hủy diệt cái đời này, sụp đất chết hết trơn, hay là sống, hay là sập trời chết hết trơn nhân loại chúng sanh không còn người sống, không phải vậy. Tới đời là tới cái lúc tai nạn đó, một số chết vì cái tai nạn đó đó, một số chết vì cái cảnh chiến tranh đó, một số chết vì cái cảnh báo lục đó, một số chết vì cái nạn hùm tha sáu bắc đó, một số chết vì cái bạn hít không khí độc mà chết đó. Rồi nguyên tử nó bỏ một cái là hít cái hơi độc vô là chết, một số đó, đó. Nó đi từ màn từ lớp từ từ chứ không phải là chết cái một. Thành ra nhiều khi tới đời đất hỡi trời ơi, cái ai cũng sợ vậy, là chắc là tới đời tức là sụp đất, hay là sụp trời chết cái một, chết hết trơn nhân loại chúng sanh, không phải vậy. Bà con cứ việc tinh tấn tu hành đi, ai tới số thì chết, ai không tới số thì còn, ai hung dữ thì chết, ai hiền lương thì còn, vậy đó. Mà đức thầy đã nói cho mình biết nè, hiền còn giữ mất chớ phiền Phật tiên, phải không? Rõ ràng tôi nói theo lời giảng của thầy thôi, chứ tôi không có nói gì ngoài hết. Thành ra nhắc theo lời của thầy, nhiều khi quý vị lo làm ăn rồi là quý vị còn đâu có thường xuyên mà đọc kinh giảng. Mấy vị nào già lớn tuổi thì không có mặn ăn thì còn coi kinh cô giảng để mà hiểu biết nhiều, còn có tớp trẻ trẻ thì lo vợ đói con đau, lo cái kinh tế gia đình eo hẹp rồi cứ lo mặn ăn không, rồi tới gì chiều tối cái cúng cái rồi ha, hoặc qua niệm Phật tiếng nửa tiếng hồ rồi kinh giảng đâu có coi được, đâu có thời giờ coi. Thành ra sẵn mà bà con quẩn quẩn nghe cái đĩa này tôi nói để ôn lại, để bà con nhớ lại, để bà con đó là thức tỉnh mà tu hành giảm mảnh thêm nữa. Chứ cái thời kỳ này á, mà đức thầy nói thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế đó, đó là quỷ dương tôi nói nãy giờ đó đó. Rồi á, đức thầy mới nói thêm nè, nên ta mới ra tay cứu thế, nên ta tức là đức thầy đó mới xuống hạ chúng sanh nè, hạ xuống phàm nè, ngài ở cực lạc mà ngài xuống ở xuống dưới này để hạ phàm mà cõi ta bà này, mà để giải chúng sanh kỳ chót này. Nếu kỳ chót này thầy không có xuống giải thì chúng sanh chết dữ lắm, 10 phần chết hết 9 nữa. Thành ra chúng sanh khổ não lắm, thành ra Phật mới hạ phàm mới giải chúng sanh kỳ chót. Thầy cũng thương mình lắm mà dắt nhiều cho mình đi, chỉ có đường tu mới khỏi quý vị ơi. Mà ông nói ai, mà đức thầy cũng nói là thêm này, thêm nhiều quận nhiều chỗ lắm, nói ai biết đường thì sớm tẩu đạo. Đó, tẩu là gì, cái nghĩa cái chữ tẩu theo chữ Nho đó, tẩu là chạy, đào có nghĩa là trốn. Ai biết đường thì sớm tẩu đạo, mà tẩu đạo đi đâu? Rồi ngài nói thêm nè, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi, tẩu đạo hả, là chạy trốn. Chạy trốn đi đâu? Chạy trốn danh, trốn lợi, trốn tình, trốn quyền, trốn thế, trốn tham sân si mạn nghi thân kiến, trốn mấy cái đó đi, không có đeo mang danh vợ lợi nữa. Mà nếu đeo mang danh lợi á thì sau này mình khổ lắm,
Bởi vì giảng xưa có nói đeo mang danh lợi cõi hồng trần, có một khẩu này lập lấy thân, nếu để trễ e chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm ráng chuyên cần. Đó, giảng mình rồi giảng xưa tôi cũng nói, giảng xưa là giảng của Phật thầy Thế An, sẵn ông Ba Thới hay ông Thinh Sư Giải Bán Khoai hay là của ông mà Đức Bổn Sư. Đó, cũng trong cái dòng giáo phái giáo hệ Bổn Sư Kỳ Hương, đó là cũng là nhất quê sanh ngũ diệp đó, là một gốc của Phật của Đức Thầy mình đó. Thành ra nói thầy còn nói thêm là dạy tận trường chẳng chút nào sai, dạy cho mình biết đủ cái nhân cái nghĩa, cái lễ nghi, cái hiếu cái thảo, trung với vua, hiếu với cha mẹ, ha, hòa giả với bạn bè xã hội xóm chòm đó, rồi trung với nước non đó, dạy cho mình đó. Rồi ngài cũng nói đạo tô chúa chặt dình câu trung thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, rồi đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến sát. Mình giữ mấy kia mà đạo vợ chồng mình giữ không có tròn đó là cũng còn chưa được đó nghe. Đạo chồng vợ thuận hòa cho đến lá thác, rồi biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố tri, giải đủ hết. Thì mình phải ráng lật kinh sách của thầy nói đi, rồi ha, nghe trên mạng đó, bà con đồng đạo để chia sẻ. Tại vì người ta, tại vì sao bà con lúc này mà bà con người ta nhiều người lên mạng, nhiều người không biết được giáo lý của thầy cũng rất ít, nhưng cũng lên để chi, để chia sẻ bà con. Bởi vì cái đời này thầy đã nói trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạ, bị văn minh cám dỗ loài người. Thành ra tuổi trẻ chạy theo văn minh vật chất không à, không có ai mà văn minh vật chất rồi sau này sẽ gặp chuyện thiết tha. Tại sao gặp chuyện tha? Bây giờ trẻ nổ mũi, bây giờ nhỏ tuổi bây giờ mở miệng ra là DM không? Ha, mở miệng là DM không? Thành ra cái đó chữ một tiếng thôi là thấy xa địa ngục được rồi. Cái tội nó nặng nề vậy đó. Tại sao mẹ mình sanh mình ra sao mình đi nói vậy? Cũng cái tiếng nói thông thường nhưng mà cái tập nó quen theo cái lăng mạ là gì? Lăng mạ có nghĩa là xem những cái tự điển của ông Đoàn Trung Còn nè, ông gì, 5-6 cuốn tự điển đó mà quên tên mấy ông đó mất mẹ hết trơn à, nói lúc này quên à, là lăng mạ tức là chửi bới, không có gì. Tự điển dịch ra tự điển thì là lăng mạ có là chửi bới đó. Thầy trẻ nhỏ tuổi là lăng mạ tức là gặp nhau đủ má mà đi đâu ạ? Đó, mà cái danh từ này tôi nói chữ này thôi chứ mai mốt tôi không dám nói danh từ nữa, DM thôi. Đó, thành ra nó có một tiếng mình chữ như vậy đó là nó xa xuống liền cũng đủ rồi bà con à. Cái tội lỗ ghê gớm đó. Đó, chứ không phải thường. Thành ra bà con ta lên đây để khuyên dạy những chú trẻ, nam trẻ tuổi, nữ trẻ tuổi phải học theo luân thường đạo lý. Trai thì có tam ca ngũ thường, gái thì có tam tùng tứ đức, học theo cái sách của thánh hiền mà ăn ở biết hiếu thảo cha mẹ, biết trung quân với đất nước, trung với vua với chúa, biết nghe là kính yêu cùng cô bác với bạn bè với xã hội, ăn ở cho nó hòa rã đầm thấm. Đó là cái đạo làm người đó quý vị ơi. Thành ra bây giờ chỉ nhiều người biết chú đỉnh cũng lên nói để mà cố mong để coi có duyên lành với chúng sanh nhỏ tuổi đó không, để cho chúng sanh nhỏ tuổi đó nghe được một loại giáo pháp của Phật của thầy để mà thức tỉnh trở lại với con đường chánh tu hành. Nhiều khi con mình nói không nghe nhưng mà cái người khác nó nghe. Câu chuyện là hồi xưa Phật Thích Ca ngày qua cái nước đó, ngày thì độ cái nước đó mà độ không có được, ngài nói không ai nghe hết trơn á. Rồi ngài mới kêu ông Đan, A Nan, ngài nói cái nước đó ta qua ta độ không được, nhưng mà ta xét lại kỹ lại á, ta không có duyên với nước đó, nhưng mà ta xét lại á, nhà ngươi có duyên, thôi nhà ngươi qua độ đi. Ông Na Nán nói Phật mà độ không được còn tôi chúng sanh sao tôi độ được ha. Thì ông Phật cũng nói không, ta xét lại cái tiền căn hậu kiếp, ta thấy cái kiếp trước nhà cưa là một chú tiểu, nhưng mà hôm đó đó nhà ngươi mới xin thầy đi về nhà, thì ngày nhà ngươi mới đi ngang qua khúc đường đó bị là mưa nước, rồi nước nó chảy rồi cây nó sập đó, nước chảy ổ kiến nó trôi ở dưới nước đó, bị đâm dưới nước rồi kiến nó bò lúc chút nhoi nhoi. Ngươi thấy vậy ngày nay mới cởi cái áo ra, nhà ngươi mới bóc cái bổ kiến lên nước, vì cái nhân duyên đó đó hôm nay ngài nhà ngươi qua dạy là người ta nghe đó, kết duyên được có nhiêu đó đó,
Vậy mà là nhà ngươi qua dạy đó nghe. Mà thiệt, Đức Phật nói rồi, ông A Nan qua là ông qua cái ông nói cái là độ được cái hết trơn cái nước đó luôn, là cái ổ kiến đó sau này nó là đào thai lên là cái một cái nước đó, đó. Thành ra trong cái nước đó nghe được hết trơn, tu hết trơn đó. Thành ra nhiều khi có cái duyên mình có với người đó, người nào có duyên với mình là kết hợp với mình, mình nói là nghe tu hành đó. Thành ra cái nhân duyên này mình không biết nói sao cho hết, không biết nói người nào mà có duyên với mình hay không, nhưng mình nói đây, nếu có duyên thì ta nghe thấu qua lời của tổ của thầy là có duyên với mình. Còn cái người khác mà nói người ta nghe đó là có duyên với người khác, cũng như Phật vậy mà. Phật mới nói nghĩa là ráng nghe lời dạy của thầy để đừng chừng đến việc kiếm thầy không có ra. Ngài mới dạy cho mình là bỏ lối dị đan, bỏ lối cúng kiến, bỏ theo lối dị đan cúng kiến tinh tà đó, thì sau này gặp chuyện thiết tha đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Rồi tín đồ hỏi gì chứ như vậy rồi người ta theo cái bằng mà cái dị đoan đó rồi sao thầy nói thầy không cứu hả thầy, thấy không? Bởi vì đâu có gieo duyên với ta mà ta cứu. Bởi vì tớp đâu gieo duyên bên kia thì bên kia ta cứu. Nếu thầy cứu cái tớp kia nói ông dành đệ tử của tôi sao, thấy không? Thành ra có duyên với bển thì để bển cứu, còn không có duyên có duyên với thầy thì thầy cứu. Bởi vì ai mà theo Phật thì nữa, tu nghe lời Phật thì có duyên với Phật thì Phật cứu, còn không có duyên với Phật mà theo cái lớp tà đó thì nửa lớp tà nó theo người ta ta đổ, chứ Phật đâu có đổ được, thì mới không có kết nhân duyên, nó vậy đó. Thành ra bây giờ cái giảng của thầy thì nói nhiều câu thiết tha lắm ha. Ngài nói khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân gian tuôn giọt máu đào, lòng bác ái mới động tình rơi nước mắt, tiếng ai thở than giáo dắt mình trúng vào cái cảnh là chiến tranh khổ sở ha, đau bệnh rồi cái mình thở than lắm, mình thở than mình rên la lắm, mình nói sao mà mấy bữa rồi tôi niệm Phật hoài mà Phật không cứu, không Phật không có độ tôi hết bệnh gì chứ. Thì bởi mình mà có mới có bước vào à đó, mà thầy đó nói đó, niệm Phật được lúc đầu hôm đêm khuya muốn giật nồi cơm có ngự, không thành tâm niệm Phật làm sao Phật cứu được. Hay là ngày nay mới đến Phật đàn, niệm một tiếng Phật mà cầu an bệnh liền thì đâu có được, phải không? Mới cái niệm Phật mà cái sao Phật không độ cho hết bệnh. Mình mới cái gieo như với Phật mà không biết Phật chứng chưa, niệm Phật không biết có thành tâm chưa nữa mà mình trách sao Phật không cứu. Thành ra cứ tu cứ hành đi, cứ làm theo lời dạy của thầy đi, rồi tự nhiên thầy cứu. Thầy coi được thầy cứu, Phật coi được Phật cứu, thần mà coi được người chân chánh thì thần cứu. Còn mà tu không chân chánh thần cũng không cứu được, Phật không cứu được. Đó. Bởi vì thầy nói nè, ai thật tâm thì đặng thánh thơi, ai giả dối thì lao thì lý. Tu thật tâm mới được thánh thơi, mà tu giả dối thì xa lao thì lý. Rồi mình tu chưa có được thật tâm mà mình trách Phật sao mà không cứu. Thành ra đó, cái câu này á thì tôi phóng phát thôi chứ tôi để qua để cái câu khác nữa, chứ giải thì nó hơi lâu ha. Mà cái thật kỳ này gan cái câu đó đó, mình giải nó hơi lâu một chút. Rồi có cái giảng xưa mà xin đọc lên mấy câu giảng xưa để cho bà con nghe theo đây mà để sấn sước tinh tấn tu hành. Giảng xưa có nói đó, ở trong tâm não người ta nhiệm màu có đủ ráng mà phát minh đó. Rồi ngài nói thêm là chớ để đến thúi sình mất xác, lỗi công sanh phí mất một đời, một khi để kiếp qua rồi muốn tìm trở lại kiếp người khó thay. Làm người được là may muôn thở, cũng là do xưa có nghiệp lành, bây giờ nếu biết tu hành tất là sẽ đặng trở thành Phật tiên đó. Nếu mình biết làm lành đi thì tất là sẽ đặng trở thành Phật tiên, chứ mình không có tu đó, chết này mình không tu đó mình tội lỗi dữ lắm nghe quý vị. Tội lỗi với của quyền thất tổ ông bà cha mẹ mình nè, sanh mình ra nào nuôi nấng của mình mấy chục năm trường nè, biết bao nhiêu công lao khổ cực, nhưng mà mình không tu để đền đáp công ơn cho cha mẹ được vui lòng, rồi không có cầu nguyện hàng đêm cho cha mẹ ông bà để được Phật cứu giáng sanh gì cực lạc đó. Năm câu nguyện của Đức Thầy đã chỉ dạy đầy đủ hết trơn rồi, người tín đồ Phật giáo hảo đọc năm câu nguyện hàng bữa đi,
cúng mấy bữa cũng được hết, mấy lần cũng được hết, ngày cúng 2 lần cũng được, 3 lần cũng được, 4, 5 lần cũng được, quẩn giờ nào cúng giờ nấy hoài cũng vẫn được đó. Mà 2 lần thì ngày đó sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được, và chứ không dự kế rồi có câu nào đâu mà về thầy dạy kêu cúng nữa đâu, thầy dạy cho cúng nữa chứ. Thầy nói thường nguyện cầu siêu độ tố cao tâm, đó là mình cúng để mình giấy cầu cho củ quyền nhất tổ ông bà cha mẹ mình có quá giảng, thì cũng nhờ đức Phật từ bi cứu dẫn trong linh gì mình cực lạc đó. Đó là mình thương cha mẹ, thương tổ tông ông bà mình, cầu cho ông bà mình mau sớm về cực lạc đó. Mà ông sư giải ông dạy nè đó, để hôm nay chụp nói tới đây cái tôi mới nhớ câu cho ông là sư giải ông nói, ông nói á cho mình biết mình là thấy là rõ ràng. Ông nói Nam Mô Đức Phật Di Đà, cứu cha cùng mẹ tôi đà siêu thăng, tụng kinh trăm cuốn chẳng bằng. Tại sao tụng kinh trăm cuốn không bằng một cái lời giấy cứu cha cùng mẹ tôi đà siêu thăng? Là vì nó có nghĩa. Một, nếu mình tụng kinh mà thành tâm, tụng kinh mà hiểu cái lý kinh, mà làm theo lời Phật dạy, cái kinh đó là cái lời lẽ Phật cũng dạy mình phải hành cái gì, phải làm cái điều hiền lành gì, rồi ổng ra cái giới nào mình nên không làm theo cái chuyện đó, cũng như ngũ giới gì không sát sanh, không đạo lạc, không ra dấm. Kinh cũng nói vậy mà mình chỉ tụng cho cái hơi của mình hay, người ta khen mình là tụng hay thôi, mà không có hiểu cái nghĩa được, mà làm theo cái lời trong nghĩa trong kinh đó thì không được chúc phước nào hết, không có được chúc phước nào hết. Mà coi kinh rồi hiểu cái nghĩa trong kinh, Phật nói á, phải giữ ngũ giới, thì ngũ giới thì sát sanh đạo lạc tà dâm vọng ngữ nói dối, năm điều này mình giữ được là mình có phước đó. Tụng kinh mà hiểu được lời lẽ kinh là có phước, mà tụng kinh không hiểu được lời lẽ trong kinh nó có gì thì không có được, không có được phước đó. Mà tôi xin chia sẻ lời ông thánh ông nói đó, ông thánh ông nói đó, tạo chúc cầu minh, đọc thơ cầu lý, thắp cái đốt cây đuốc lên là mình sờ nhờ ánh sáng lên là mình thấy đường, mình đi khỏi sụp hầm sụp phố nha. Còn đọc thơ thì phải đọc kinh thì phải hiểu lý kinh của Phật dạy cái gì ha, Phật mình dạy mình làm cái điều lành gì, rồi Phật cấm mình làm cái điều gì, mình hiểu biết ra mình làm mà và mình tránh thì cái đó mới có phước. Đọc kinh của Phật mà không làm theo lời Phật chỉ thì không được phước nào hết. Thành ra tụng kinh mà không hiểu kinh là tụng 100 cuốn cũng không bằng mà một câu mình thành tâm giấy Nam Mô Đức Phật Di Đà, cứu cha cùng mẹ tôi đà siêu thăng, tụng kinh trăm cuốn không bằng, là nghĩa vậy đó. Để bà đọc hết câu này cái nói sao tụng kinh trăm cuốn không bằng là giấy, thì bởi vì tụng kinh mà không hiểu nghĩa kinh, không có làm theo trong kinh, tụng kinh của Phật mà không làm theo cái lời kinh của Phật dạy thì Phật đâu có độ được, đâu có được chút phước nào, là vậy đó. Bữa nay chia sẻ cái vấn đề này cho bà con chút. Còn người nào mà tụng kinh mà hiểu được lý kinh Phật biểu cái gì mình làm theo cái nấy, mặc biểu cái tránh gì mình tránh theo cái nấy, tức là mình tránh được cái tội lỗi, tức là mình làm theo cái chuyện phước thì mình có phước. Thành ra thầy thương mình lắm, thầy xuống thầy mới nói cho mình biết cái cảnh khổ, cảnh khổ với thế gian này mà mình đã sáng suốt tu hành. Thầy mới nói qua câu từ đây sắp đến thảm thê, thảm thê lắm bà con ơi, con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng đó. Nói mà không chỉ cho bà con là cũng không có thấy nữa, có ít người thấy lắm, mà chỉ có bà con á, nhiều người thực nhớ lại là nghĩ là biết liền à. Đó, từ đây sắp đến thảm thê, thảm thê là cái chuyện khổ não đó quý vị ơi, khổ não mới gọi là thảm thê. Rồi con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng, chiến tranh nổi lên thì hai bên quánh nhau thì nước nào cũng chết chứ, dân lính nào cũng chết chứ, nước Una thì nó chết tại cái nhà cái xứ đó, đất nước của nó, thì cha mẹ nó thì xa nó rồi, phải không? Còn bên Ukraine nè, thằng Ấn Độ nè, thằng Nga nè, nó xua quân qua đánh người ta, thì qua đánh người ta cũng chết chứ, thì nó chết nó bỏ thay bên này, thì ở bên nước Nga đó thì cha mẹ ta xa đứa con này rồi, rồi vợ kia xa chồng, chồng ở nhà rồi sợ đi chiến đi quánh giặc thì chết ở bên nước người ta, ha, hoặc là Ukraine cũng chết bên nước mình, thì cũng con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng, chiến tranh thì phải vậy thôi.
nó phải có chết sống thôi, đâu có khỏi. Thì thành thử ra nó cảnh đó là cảnh khổ, thầy nó khổ vậy đó, cho mình biết là từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ vợ kia cha xa chồng, để chừng đến việc ngóng trông mới trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Nói sao mà Phật không từ bi, tôi niệm Phật hồi đó giờ mà không cứu. À, thành ra cái niệm Phật mình nó ít nhưng mà cái quả mình nó nhiều quá, mình không có làm phước rồi ít làm phước rồi phước rất ít cũng không có cứu được nữa, phải phước rất nhiều cái tai nạn nhỏ cũng mới được, chứ còn tai nạn mà nó lớn quá rồi cái phước nó ít á thì Phật thầy cũng không được nữa. Mà Đức thầy đã nói ra câu tội nhiều phước ít khó tha cho trần, thấy không, rõ ràng tôi nói là y răng thầy nói chứ không có nói ngoài. Thành ra phải ráng tu hành cho sớm để cúng lại cho nhiều, niệm Phật cho nhiều, rồi cái làm xã hội cho nhiều, làm phước cho nhiều thì mới đủ cái tai nạn. Chứ mình bây giờ cái tội mà làm phước có năm mà có tội tới 10, mà cái phước có năm mà trừ qua cái tội năm thì còn lại năm tội nữa, thì tội nhiều phước ít có tha cho trần. Mà tội 10 đi, tội năm đi mà phước 10 á thì mình trừ cắn qua thì còn dư năm, thì cái lúc đó đó mình ngon lành đó quý vị ơi. Đó, mình khỏi cầu ai cứu thì cũng Phật thành cứu mình nữa, khỏi cầu, mình có phước rồi là khỏi cầu khỏi khẩn ai Phật thắng tiên gì hết á, thì ổng biết ổng cũng cứu mình à. Đó, thành ra đó còn một số á là cái thời kỳ này á nó ghê gớm lắm, nó xảy nhiều cái chuyện á, cũng như đây nè là cái cảnh á mà giảng xưa cũng nói đó, núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khôn dại cũng tiêu, trên đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch, thú người đều tiêu. Ông ví nè, cũng như cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà luyện trứng gà, chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia sống chết, trứng gà bể không, kỳ đại nạn cũng đồng cảnh ấy, khi tẩy trần trong thấy hải kinh, thay bèo sát bọt linh đinh, diều tha mà quả xé chúng sanh tử nạn, trời héo mặt gà vàng cũng vắng, thỏ châu mày, đất châu mày thỏ bạc vắng tinh, nhìn vào đại nạn chúng sanh, quỷ thần cũng phải thức thanh với hồn. Đó, cái cảnh đó đó, cảnh đó là thấy chết quá chết rồi, thì ông thần ông dòm, ông tiên ông dòm, ông thấy còn là thần tiên thấy vậy cũng châu mày, thấy không, cũng thấy hết hồn. Nó là cảnh đó đó đó. Rồi ngài còn nói cho mình biết là cảnh khổ não chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê. Nó rộng chỉ mày nè, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang, nam bang tức là đất nước Việt Nam mình đó, cảnh khổ cũng kề bên tai. Thành ra đó, người ta tới chỉ làm ầm ì ì vậy đó, ta chết bệnh, mình bên đây không có chết, nhưng mà bị vì cái kinh tế thôi mình cũng thấy khổ rồi. Mà nếu mình không tu á, sau á chiến tranh bên nước mình á, mình cũng khổ nữa, mình cũng chết nữa. Thành ra phải tu trước đi, nó có đủ công đức mà cứu mình. Thành ra cái nhiều cảnh khổ thảm dữ lắm. Mà ngài nói thiên cơ biến đổi can qua, gẫm trong thế giới còn đôi ba phần. Thế giới này nè, 7 tỷ mấy người, 7 tỷ mấy người mà bây giờ không còn được tỷ nữa. Bây người 10 phần hết 9 phần tan rồi, còn 1 phần còn lại toàn vàng với câu, thì 10 phần hết 9 rồi thì 7 tỷ thì dồn lại cho mình 1 tỷ thôi, 7 tỷ mấy dồn lại cho còn 1 tỷ người. Đó. Mau về ngoài ngày mới dạy là mau mau kiếp kiếp duyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, một hội chót này nữa thôi quý vị ơi, không ráng tu thì không còn. Rồi là đợi tới chừng lập hội đó, thì không còn đầu thai nữa, đánh đọa lên linh hồn nó cho nó bụi luôn, không có còn ai còn đầu thai mắc nằm trong lòng luân hồi xáo nẻo nữa. Thành ra chừng đó đó mà thầy đã nói nè, thầy đã nói đó, bể trầm lưng khô cạn sáu đàn, tức là sáu đường đó, lục đạo đó khô cạn rồi, tiêu diệt không còn đầu thai trong sáu đường nữa, thì thầy mới trở về nơi thanh tịnh. Thanh tịnh là nơi đâu? Là có cực lạc. Thầy nói bồng lai điên lại có ngồi, tây phương cực lạc khùng ngồi tòa xét, thấy không, không ngồi tòa xét cực lạc á.
bây giờ ông xuống đem cứu mình, mà bây giờ tới thời kỳ lập đời thượng quân với lại rồi hạch đời hội hôm qua rồi thì những số nó hung dữ là tiêu diệt hết, không có còn để vào đầu thai là người ha, đào thai thú ha, đào cây cỏ ha, đào thai rắn rít nữa. Mà trong lục đạo á, xin bữa nay xin kể trong lần lục đạo cho bà con nghe phớt chỗ này, cái này đó là ông thánh á, ông lão tử ông mới nói rành, ông nói nè, mà đức thầy đã nói đó là nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nê hà. Đó thì nê hà là gì? Chữ nê là bùn, chữ hà là nước. Thầy chỉ nói phớt xương ngang thôi, còn ông là thánh á, thì ông rã gì, ông giải rành. Ông nói chúng sanh nào mà cái thời kỳ nào không ráng tu hành mà để ra là xa vào con đường tội lỗi đó, thời kỳ này không còn đi trong dòng lục đạo nữa. Mà ông nói đó, nhất đạo linh hồn cư thủy, tức là làm nước 2000 năm. Nhị đạo là đường thứ hai, nhị là hai, đường đạo là đường, là con đường thứ hai. Linh hồn cư thổ, trước là thủy, sau là thổ. Rồi tam đạo linh hồn cư kim thạch, là đường thứ ba đó, là linh hồn đào thai vào vàng dưới đá 2000 năm, tức là 6000 năm. Rồi đó tam tứ đạo linh hồn cư thảo mộc, tức là thảo mộc là cây cỏ đó. Ha, 2000 năm nữa là 8000 năm rồi. Mỗi một là một cấp vậy, mỗi đường là 2000 năm đó, mà bốn con đường là tức 8000 năm rồi. Đó, tứ đạo linh hồn cư thảo mộc, rồi ngũ đạo linh hồn cư sanh vật, tức là cái đường thứ năm là linh hồn mới đài làm thú vật, tất cả các loài thú vật hết. Rồi đường thứ sáu là lục đạo linh hồn cư nhân thể, là tới đó làm người là 800 năm thôi, tức là 10.800 năm đó. Đó, bởi ông lão tử ông nói, ông thiên hạ dĩ ý chi cùng tận, dĩ chi nhất nguyên, nhất thập nhị hội, nhất thập nhất hội bát bá niên, tí hội khai thiên, dần hội lập địa, nhân hội dần chủ á, sửu hội thì lập địa, dần hội á sanh nhân đó. Rồi thiên địa từng quần, châu nhi phục thủy vô cùng hỷ, có nghĩa là từ khi khai thiên lập địa cho tới ngày tiêu diệt chỉ có một nguyên mà thôi đó. Một nguyên á thì nó có 12 hội, mỗi một hội á là nó có 10.800 năm, mà 12 hội như vậy đó mới giáp lại một nguyên, rồi mấy trời đất mới sanh trở lại nữa. Cũng y như vậy, cứ như thế mà xây truyền cho nhau hoài đó. Hôm nay cũng sẵn nhân dịp này tôi mới nhớ qua cái đường lục đạo, cũng chia sẻ bà con phớt phớt bà con chút vậy, nhưng mà sự thật nó vậy. Thành ra bây giờ nếu mà cái cơ hội này mà bà con không ráng tu á thì nó uổng lắm. Bởi sao? Bởi cơ hội chót rồi, thời kỳ chót rồi, mà Phật xả tội cho mình dữ lắm rồi. Cái người tu được ân sủng của Phật trời dữ lắm, chứ không có kỳ nào mà cái ân sủng của Phật trời ban bố cho người tu bằng cái kiếp này. Mà giảng sư có nói nè, thời mạt pháp trời Phật thả tù, niệm Phật một tiếng thì Phật bù cho 10 câu. Thấy không? Niệm một tiếng là ông cho mình 10 tiếng đó. Rồi ông nói nè, nếu ai mà sớm chiều cúng lại ăn chay niệm Phật nguyện giấy cho ông bà mình được siêu sanh, nếu ai mà giữ đặn lâu bền ông bà cha mẹ cũng được Phật rước lên tà vàng. Thấy không? Hồi xưa đó Phật Thích Ca tu đắc đạo rồi mới cứu cha mẹ về cái Tây Phương. Rồi bà Hoa Gia Hoàng Hậu là khi dứt vợ trần lên vợ quy tiên là về tiên, làm tiên ở trên á. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca thành đạo rồi lên cõi tiên độ mẹ thành Phật luôn. Còn bây giờ mình tu chưa thành đạo, nhưng mà chỉ quyết chí tu hành tinh tấn thôi, giữ đặn lâu dài đi, cửu huyền thất tổ ông bà mình cũng được Phật rước lên tòa vàng, quý không? Đó, quý hơn hồi xưa dữ lắm. Mà hồi xưa thành đạo mới được, đắc đạo mới được cứu quyền thôi ông bà. Còn bây giờ đó chỉ lâu bệnh một thời gian vậy thôi, là tinh tấn tu hành lâu bệnh vậy thôi, làm hiền làm phải, ăn chay niệm Phật rồi đó, là cầu nguyện cho cha mẹ đại giái hôm mai như vậy, thường thường như vậy hoài đi, thì ông bà mình cũng được Phật rước lên tòa vàng. Tiếp tính đó. Rồi đó, cái chỗ này đó
Chàng xưa cũng chia sẻ một câu nữa đó, tu một thở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn cứu mẹ cha. Thuyền to một chiếc sắm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Rồi ông mới nói thêm cho mình biết đề để ông thôi, ông nói mà mình không có tin. Dấu Phật tổ còn ghi rõ lắm, chân chúng sanh cần bấm đi theo đó. Nhưng mà hai câu sau nè, hai câu nước cốt nè, bà con hãy ráng thành hai câu này mới được nha. Là muốn tu thì đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật thì đừng có đeo lòng tà. Đó, làm ăn ngay tu hành chân chánh ngay thẳng thì là được cứu của quyền thổ bà. Và sau này mình được dự hội Long Hoa và sống ở đời thượng Long Minh Đức. Thành ra cái cảnh khổ và chia sớt với bà con như vậy đó. Bây giờ cảm xin chia sẻ bà con một chỗ này nè. Cám thương trần hạ gái trai, ra bài giáo thiện khỏi nơi nạn sầu. Bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ. Năm dần nhiều chỗ mở ra. Cái này tôi nói là cái này là từ đây sắp tới đó quý vị. Quý vị là nghe rồi quý vị là lần quý vị toán ra mấy vị hiểu biết à. Chứ cái giải thì tôi xin miễn giải. Vì giải thì mình không có thời giờ. Rồi năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng. Năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lị tuôn dầm về. Vậy mà chưa thấy ủ ơi, trung ương rồng lộn mấy hay thấy thấy. Mèo kêu riết tới ai bi, đến gà về ổ dân thì bình an. Mà Đức Thầy thì cũng xác định rõ ràng. Thầy nói là dầu Phật ra đời thế giới bình an. Rõ ràng vậy. Giảng của xưa cuốn Sư Giải hay là của Đức Thầy thì cũng nói vậy á. Dẫu Phật ra đời thế giới bình an. Còn cái giảng Sư Giải á, thì ông nói á, hạ môn giáp tí đầu tiên gẫm trong thiên hạ không yên chỗ nào. Đó, hạ môn giáp tí đầu tiên gẫm trong thiên hạ chẳng yên chỗ nào. Từ đây sắp tới là thiên hạ không yên chỗ nào. Chỗ này bị bữa nay thì mơ mốt gì chỗ khác, mà bị sai chuyện hết trơn quý vị ơi, không có nước nào khỏi đâu. Bởi trần lỗi quá muôn ngàn, cho nên lập hội lắm quá chọn người. Hiền từ thì được thánh thơi, nghìn ngàn khó trốn lưới trần bớ dân. Rồi ông nói chỗ khác à, trẻ già đừng có ngại nghi, việc đời ngó thấy bây giờ tới đây. Thành ra cái chuyện khổ não ông nói cho mình biết để mình sợ. Chứ không thôi nhiều cái nạn khổ não lắm bà con ơi. Rồi á, Đức Thầy còn nhắc thêm cái đoạn này để chia sẻ bà con đoạn này nữa. Đức Thầy còn nói á, lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường. Chốn hồng trần nhiều cánh thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Rồi ngài còn nói thêm nữa nè, khắp lê thứ biến di thương hại, dùng phép màu lập lại thượng quân. Diệt thiên cơ khùng tỏ sạch trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Đó, đó, cái cảnh này cảnh khổ đó, để đọc lên để bà con nghe biết cái cảnh là thầy khổ. Mà tôi không đọc bà con biết hết rồi, nhưng mà con bị làm lụng màn ăn quá rồi quên. Thì hôm nay còn rảnh rỗi thì coi cái màn này rồi để ôn lại nhớ lại, rồi mình sẽ tìm cái lý trong này. Muốn tránh khỏi cái khổ thì phải tìm cái lý của thầy chỉ dạy mà tu hành. Thầy dạy nó đơn giản lắm nhưng mà thâm sâu vô cùng, chứ không phải là cạn nha.
đạo lý tầm sâu sâu chẳng cả đó. Mà thầy nó nói là nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ đó, bỏ hết tất cả cái mọi sự mọi vật bên ngoài mà giữ được cái tâm vắng lặng thanh tịnh là phát huệ quý vị đó. Nhưng mà tại vì mình còn đeo mang danh lợi, còn làm ăn, còn gia đình, còn con nó nhỏ quá nhỏ, rồi là gia đình nó thiếu kém, rồi mình nó bươn bả lo làm ăn hoài, rồi cái việc tu hành mình nó không được sướng sướt, nó cũng lướt qua đó, bỏ trôi. Thành ra bây giờ giàu nghèo với khổ gì á, mà nghèo mà ráng mà tu hành đi có phước nhiều lắm quý vị ơi, mà cái công đức mình cũng mau dâng thành nữa. Quý vị nào nghèo khổ cứ ráng làm ăn mà cứ lo tu hành mà theo lời á, như Đức Thầy chỉ dạy là xin chia sẻ với quý vị một đề tài này nữa, một khúc này nữa thôi là xin kết thúc đề tài nữa đây. Bởi vì ông Võ Thiện Gia đó, năm 1939 thầy ra đời, ổng có lợi quy y Đức Quỳnh Giáo Chủ. Rồi năm 1940 Đức Thầy bị người Pháp dời ra thành phố Sài Gòn, thì ông Võ Thiện Gia có ra thăm thầy, và trong số đó cũng nhiều đồng đạo tín đồ lại thăm. Rồi Đức Thầy một hôm Đức Thầy mới ra mới nói người tín đồ Phật giáo hòa hảo của tôi cần phải làm năm điều này không thể thiếu. Rồi ngài mới nói thêm, một là phải cúng lại, một là phải lo làm ăn, hai là phải lo cúng lại, ba là phải lo ăn chay giữ giới, bốn là phải có lo hiền lành, năm là phải lo niệm Phật. Đó, năm điều này quý vị mà ngăn ngoan chứ giữ năm điều này là nó dễ dàng bà con ơi. Nó thành ra cứ giữ năm điều này thôi thì cũng tròn xong cái đạo làm người, sau này mình cũng có mặt qua đời thượng quan thế đức đó. Giữ năm điều này đó với là thường ngoài cúng lại, rồi là cũng trừ được hành theo được là bốn cái ân lớn của mình, mà năm cái câu nguyện đó, trong bài ngẫu nguyện đó, vậy là cũng dễ ở cái gì ơi, đâu gì. Với thầy có nói là niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp, cứ việc làm ăn cứ việc lo xiên sắn mà tưởng nhớ câu sáu chữ niệm Ma Di Đà Phật liền trong tâm mình đi, thì cũng tan chứng nghiệp, cũng đủ cái công đức mà dự hội hôm qua, đủ công đức sống qua đời thượng quan thế đức. Thầy nói nè, thầy nói á, còn tứ ân đã trả chẳng còn rồi căn đó, mình trả tứ ân rồi thì cũng hết tội căn, là mình là được sống qua đời thượng quan thế đức. Mà ông nói rõ ràng như vậy, thành ra khuyến dạy mình tu pháp môn niệm Phật và ăn chay niệm Phật làm lành cũng là dễ tu lắm. Bà con ơi, sớm sớm tu đi, làm ăn cũng lo tu hành là cái diện chính của vị sáng thôi. Đến đây xin kết thúc là dài nơi đây. Trước khi dứt lời, tôi không biết nói gì hơn, chỉ thành tâm cầu nguyện Đức Phật mười phương và hồng ấn tam bảo của linh Đức Phật, Đức Thầy và chư thần độ chú quý vị được bình yên mạnh khỏe, tai qua nào khỏi bệnh tật, tiêu trừ và dũng mãnh tinh tấn tu hành theo giáo lý Đức Phật Đức Thầy, để sau này đủ công đức để được gặp Đức Phật Đức Thầy tại đại hội lần qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô